Shop Đếm Giật Qua Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khách hàng có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh và thông tin liên lạc khi gửi hàng. Shop sẽ video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Thứ bảy chủ nhật nghỉ, quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái ly men lam xưa rất là đẹp. Cái ly này nó vẽ cái họa tiết xoắn ốc. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công, tức là vẽ tay đó, vẽ tay hoàn toàn. Nó vẽ bằng cái những cái ngòi bút nhỏ rất là công phu, nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là khó. Chúng ta thoạt nhìn thì thấy nó có vẻ đơn giản, nhưng mà chúng ta thấy để vẽ đều những cái họa tiết này là một cái điều rất là khó. Ở cái phần viền ở dưới chân là nó vẽ cái hoa văn đặc trưng của cái dòng men lam xưa của Nhật. Đáy nó có ấn truyện xưa nè. Ấn truyện này nó khoảng từ cái thời Meiji trở về trước, tức là năm 1868 trở về trước ấy. Ở trong lòng thì nó vẽ đào, tùng, tức là tế hàng tâm hữu. Và ở đây chúng ta thấy nè, ở cái vành này nó vẽ rất là đẹp. Ly này cốt dày nặng, men chất đó là đẹp, nó cao 6.5, đường kính là 8.5, mã sản phẩm là H1, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ Arita rất là đẹp. Cái ly này là thuộc cái dòng ngũ sắc, cái dáng cao thanh, nó vẽ hoa với những cái hoa văn chúng ta thấy nè, nhìn rất là ấn tượng. Họa tiết này nó được vẽ vàng, ta thấy những hoa cúc nè, nó được vẽ cách điệu rất là đẹp trên cái nền xanh coban. Xung quanh những cái hoa văn này nó được viền vàng. Đây là cái thương hiệu của Arita, một cái thương hiệu nổi tiếng về gốm sứ của Nhật Bản. Đáy nó có ấn truyện, cốt sứ rất là tốt. Cái ly này bên ngoài nó đẹp hơn trong video rất là nhiều, từ cái dáng cho tới cái men. Ly này nó cao 9.5, đường kính là 7.5, mã sản phẩm là H2, giá 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà men lam xưa rất là đẹp. Ly trà men lam xưa rất là đẹp, dáng rất là hay. Trên thân nó vẽ cái họa tiết rất là tinh tế và độc đáo. Cái họa tiết này thì nó được vẽ hoàn toàn thủ công. Họa tiết này nó cũng được vẽ bằng những cái ngòi bút nhỏ, nhìn rất là ấn tượng. Cái ly này sâu tuổi, rất là sâu tuổi. Trong lòng nó vẽ cái hoa văn giống như là cái hoa thị vậy đó, hay là cái đó hoa anh đào cách điệu. Ở bên thân nó có cái vết tóc cũ rất là khó thấy. Và chúng ta thấy cái vết gỉ sắt trong lòng nè, nó tạo nên cái nốt ruồi, vết oxit sắt. Những cái sản phẩm mà sâu tuổi nó mới có. Ly này nó cao 6, đường kính 8, mã sản phẩm H3, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cốc sứ rất là đẹp luôn. Cốc này nó độc đáo, cái quai tạo hình nhìn rất là ấn tượng. Phần dưới cuối cùng của quai nó tạo hình cái vỏ giống như cái hình cái vỏ sò vậy đó. Và cái họa tiết này nó được vẽ nổi nè, những họa tiết những cái đó hoa nó chồng lên nhau, nhìn giống như một cái đó cẩm tú cầu vậy. Nhìn giống như cái đó cẩm tú cầu. Và những cái họa tiết này nè, nó được vẽ nổi rất là tinh xảo và công phu. Cốt sứ dày, cực kỳ chắc chắn, truyện ký tay, men rất là đẹp, dáng rất là độc đáo. Cao 6, đường kính là 7.5, mã sản phẩm là H4, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm mộc rất là đẹp.
với cái tạo hình mộc mạc xù xì, trên thân nó vẽ cỏ lau, men rất là độc đáo. Cực kỳ độc đáo. Trong lòng phủ men cũng rất là ấn tượng. Cốt dày rất là nặng. Cái ly này các anh chị uống trà rất là đẹp. Những cái ly gốm mộc nó giữ nhiệt rất là tốt, cao 6.5, đường kính là 7.5, mã sản phẩm là H5, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly men lam xưa rất là đẹp, dáng hay, trên thân nó vẽ cái chim trĩ và hoa, bên cạnh thì nó vẽ sơn thủy, dáng rất là hay, men rất là đẹp, đáy nó phủ men rất là độc đáo và đáy nó có truyện khí tay của nghệ nhân. Lòng trong bên cái vành bên trong nè, nó cũng được vẽ cái họa tiết, cao 7.5, đường kính là 7.5, mã sản phẩm là H6, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly men lam xưa rất là đẹp, ly trà, cái ly trà men lam xưa, cái dòng này là cái dòng sâu tuổi, trên thân nó vẽ cái họa tiết là một cái đóa hoa, cái nụ hàm tiếu, tức là cái đóa hoa chưa nở. Rất là độc đáo. Đặc biệt chúng ta thấy cái phần trôn nè, rất là sâu tuổi. Rất là đẹp. Kiểu men rạng, ở trên vành nó có cái vết tóc như thế này. Lòng nó vẽ là cây tùng, chuyện xưa này sâu tuổi. Cái vành nó tạo hình hoa, nó cao 6.5, đường kính là 7, mã sản phẩm là H7, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình hoa gốm rất là đẹp, dáng cao thanh, bình này dáng cao thanh, men nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ độc đáo. Đấy, nó có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay, men rất là ấn tượng. Bình này nó cao 24 năm, đường kính miệng rất là nhỏ, đường kính miệng 1.8 à, 2 cm, đường kính là 23 năm, xin lỗi, cái dòng bụng là 23 năm, mã sản phẩm là H8, giá 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này gọi là cái ống cắm bút, dùng trong thư pháp, dùng để cắm bút lông đó các anh chị, để viết thư pháp đó. Cái dáng rất là hay, dáng nó hình trụ giống như cái tháp vậy đó, với cái phần chân nó to, trên thân nó vẽ hoa cúc dây này, không phải hoa cúc mà hoa mẫu đơn mà nó là hoa dây. Trên vành này nó được viền vàng. Này nó cũng là cái sản phẩm, nó có cái màu thời gian nha, có tuổi à. Cốt dày nặng, men rất là chắc, cao 12 năm, đường kính miệng là 6, đường kính thân lớn hơn, đường kính đáy là 10, mà sản phẩm H9, giá 130k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái khay, cái khay gốm rất là đẹp, cái khay gốm mộc, trên thân vẽ hoa rất là tinh tế, nhìn như những cái đóa hoa thạch thảo, nhìn rất là hay, họa tiết nó được vẽ nổi, cốt dày nặng. Này các anh chị làm khay trà rất là đẹp,
đường kính là 22, mã sản phẩm là H10, giá 120k. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm cũng rất là đẹp nè, một cái bộ tách trà. Trà của một cái thương hiệu sứ nổi tiếng của Nhật, Yoshida. Một cái bộ tách trà. Cái bộ này thì shop có 10 set nha. Bộ này nó có 10 set nhưng mà shop để quay được 6 set thôi, do cái bàn xoay này thì nó nhỏ. Cái bộ này nó mang cái phong cách cổ điển của châu Âu. Nó mang cái phong cách cổ điển, tức là những cái trà chiều đó, phong cách trà chiều của hoàng gia Anh đó. Những cái bộ sách trà này nè, nó bắt nguồn từ cái phong cách uống trà chiều của hoàng gia Anh. Ở đây nó phong cách cổ điển, mang phong cách cổ điển của châu Âu, rất là đẹp, rất là sang. Từ cái màu sắc cho tới cái hoa văn trên cái sách này đó, thì nó vẽ cái hoa văn là cái lúa mạch, cái bông lúa mạch. Đặc biệt là cái họa tiết này nó được mạ vàng nha các anh chị, nó được mạ vàng rất là dày. Họa tiết này nó được mạ vàng rất là dày luôn, lớp mạ vàng rất là dày. Ở trên chúng ta thấy trên tay cầm nè, tay cầm cũng như là cái vành, nó được mạ vàng rất dày. Họa tiết nó được vẽ hai bên thân, trong lòng nó phủ men trắng. Đây, cái này là cái model cổ điển nha, Yoshino China, có nghĩa là sứ Yoshida no, thương hiệu sứ Yoshino đó. China trong cái thuật ngữ chuyên môn nó có nghĩa là sứ, do sứ nó bắt nguồn từ Trung Quốc, cho nên trong tiếng Anh China có nghĩa là sứ. Về cái thuật ngữ chuyên môn, Yoshino tức là tên của cái thương hiệu. Cái bộ này thì nó thấu quang rất là đẹp nha các anh chị, bộ này nó thấu quang rất là đẹp. Chúng ta để đây, xuyên sáng thấu quang rất là đẹp, sáng như cái bóng đèn, rất là đẹp luôn. Cái bộ này nó rất là sang, cực kỳ sang. Cái tách đó, nó cao là 5.5, đường kính miệng là 9.5. Cái dĩa lót này đường kính 14 năm, mã sản phẩm là H11, giá 90k trên set. Một set là gồm có một tách và một ly. Cái bộ này shop có 10 set, shop có bán lẻ và bán cả bộ. Anh chị chọn cả bộ hay là chọn lẻ đều được cả. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men lam xưa rất là đẹp. Dĩa này nó tạo hình nó tạo hình chiếc thuyền, giống như chiếc thuyền vậy đó. Nó vẽ chủ đề là tùng hạt duyên niên, cái hai cái loài nó tượng trưng cho trường thọ, và hạt nó tượng trưng cho cái sự thủy chung. Họa tiết này nó được vẽ bằng men lam rất là đẹp, sau đó thì nó được viền vàng lên trên. Họa tiết này nó được vẽ thủ công, vẽ tay. Đây là cái ấn điện của cái dòng Heizen. Heizen là cái dòng nó được sản xuất vào giai đoạn Minh Trị, khoảng từ năm 1868 đến năm 1903 đó. Bên vành cái góc này nè, nó có một cái vết mẻ nhẹ thôi, không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ hay là chức năng. Bên ngoài thì nó vẽ hoa, và nó có cái ấn điện ở ngoài nữa. Rất là đẹp. Nó dài 17 năm,
rộng là 13, mã sản phẩm là H12, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô Imari xưa, hai cái tô Gold Imari, dòng Imari vẽ vàng. Imari là tiếng Anh, tiếng Nhật nó là Arita, Arita xưa hay Arita cổ đó. Cái tô này thì ở vành nó vẽ hình những cái em bé, những cái em tiểu đồng, những cái em tiểu đồng với những cái trên tay nó cầm những cái trang phục, xin lỗi, những cái vật dụng. Và cái trang phục của những em bé này nè, nó được vẽ bằng vàng thật. Chúng ta thấy cái áo đó, nó được vẽ bằng vàng thật. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công như các chị vẽ tay. Màu vàng của cái trang phục, cái áo đó, nó được vẽ bằng vàng 20k. Và cái cây tùng nè, nó được vẽ nổi. Các anh chị rờ vào nó cộm tay. Và ở vừa giữa đó là nó vẽ hình cái quả lựu. Trong cái văn hóa phương Đông thì cây lựu nó tượng trưng cho cái sự sinh sôi, nảy nở. Tức là trong cầu tự thì nó tượng trưng cho con đàn cháu đóng. Còn trong cái kinh doanh buôn bán thì nó tượng trưng cho cái sự nảy nở, phát triển. Bên ngoài thì nó vẽ hình những cái vật trong bát bủ bối của thần đạo, rất là đẹp. Cao 5, đường kính là 15 năm, mã sản phẩm là H12, giá, xin lỗi, H13, giá 120k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa rất là đẹp. Hai cái tô này nó thuộc cái dòng Setoya. Setoya là cái dòng xứ xưa của Nhật Bản. Nó nằm trong cái vùng xứ Arita. Setoya thì nó thuộc, nó là một cái phân nhánh của Arita. Cái dòng này nó được sản xuất vào những năm 1920 đến năm 1930. Nó đặc trưng bởi chúng ta thấy cái đường viền trên cái vành này nè. Cái đường viền nó màu nâu. Thường thì đường viền này màu xanh, còn đường viền này nó nâu. Trong lòng nó vẽ hoa. Trong lòng vẽ hoa, những cái họa tiết hoa. Và cái trong lòng nó có ấn truyện. Rất là độc đáo. Cái họa tiết trong lòng của cái giữa lòng của cái tô nhỏ thì nó hơi bị nhè. Cái tô lớn nè, nó có cái vết lỗi lò bên thân nè. Và chúng ta thấy ở dưới cái đáy nó có cái đường viền đặt trên những cái dòng men lam xưa. Ở dưới đáy của cái tô lớn đó thì nó có cái vết tóc. Nhưng mà nó nằm dưới đáy cho nên nó cũng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Cái tô nhỏ nó cao 6, đường kính là 15 năm. Cái tô lớn là nó cao 7.5, đường kính là 18, mã sản phẩm là H14, giá 250k. Tiếp theo là một sản phẩm rất là độc đáo, một cái tô Celadon, cái tô men ngọc xưa rất là đẹp, rất là to, dáng rất là hay. Đặc biệt là cái tô này nè, là cái họa tiết của nó đó, trên thân, ở trong lòng của nó đó, nó vẽ cái hình cái núi Phú Sĩ. Nhưng mà cái núi này là nó được chạm nổi 3D nha. Phú Sĩ là một cái ngọn núi biểu tượng của nước Nhật. Ngọn núi Thiên. Nó là cái ngọn núi Thiên, nó biểu tượng cho nước Nhật. Rất là đẹp. Họa tiết này nó được chạm nổi nha các anh chị. Nó được chạm nổi rất là độc đáo. Cái tô này thì cái men rất là sâu. Men ngọc Celadon. Dòng men ngọc là một trong những cái dòng mà chuẩn mực mà các anh chị chơi đồ xưa đều rất là thích. Trôn nó rất là già. Điểm đặc biệt của dòng men ngọc là rất là nặng. Cái tô này thì bên ngoài nó đẹp hơn trong video. Những cái dòng này nè, quay video nó không đẹp bằng thực tế. Tô này nó cao 6, đường kính là 23, mã sản phẩm là H15, giá 200k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ set trà. Một cái bộ set trà đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, Hoya. Hoya là một cái thương hiệu nổi tiếng về sứ, pha lê và thủy tinh của Nhật. Thương hiệu cao cấp. Bộ này rất là đẹp. Bộ này thì nó mang cái phong cách sang trọng, quý phái, màu trắng. Toàn bộ là cái sản phẩm này là nó mang một cái màu trắng tinh khôi kết hợp với cái đường viền vàng ở trên vành, vành dĩa và vành cốc, nó tạo nên một cái sự sang trọng. Những cái bộ này các anh chị mà bày trên cái bàn bằng bằng phòng khách đó, bàn ăn đó, nó rất là sang trọng. Đây là những cái tách trà, nó kết hợp với những cái ấm sứ trắng rất là đẹp. Đây, Guaifado Hoya China Made in Japan. China tức là cái xứ, Hoya China có nghĩa là xứ Hoya. Made in Japan hay là chúng ta gọi là Made in Japan, Japan. Đây, cốt xứ rất là cao cấp nha. Cái dòng này thì quay nó không có đẹp do cái phông nền của shop là màu trắng, nhưng mà khi bên ngoài thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó cao là 7.5, đường kính là 8, còn cái dĩa lót thì đường kính là 15. Mã sản phẩm là H16, giá 300k trên bộ này. Bộ này có 5 set. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái tô men lam xưa rất là đẹp. Hai cái tô men lam xưa. Tô này thì cái dáng nó khá là lạ. Trên thân nó vẽ cái họa tiết sóng nước. Họa tiết này nó được vẽ tay với cái phong cách rất là phóng khoáng. Cái màu men này nó rất là thanh các anh chị. Màu men này rất là thanh. Họa tiết này nó được vẽ hoàn toàn thủ công nha, vẽ tay rất là đẹp nè, chúng ta thấy nè. Những cái nét cọ nè, rất là phóng khoáng, điêu luyện. Riêng cái phần họa tiết sóng nước này nó lại vẽ bằng những cái nét bút nhỏ. Ở bằng những cái ngọn gió nè thì nó vẽ bằng cái cọ, còn ở dưới này những cái sóng thì lại vẽ bằng những cái ngòi bút nhỏ. Họa tiết nó được vẽ toàn thân, cực kỳ tinh xảo và công phu. Đặc biệt là chúng ta thấy cái truyện rất là đẹp, truyện xưa. Truyện rất là đẹp. Cốt xứ rất là tốt. Men trắng. Cực kỳ đẹp. Cao là 7.5, đường kính là 13 năm, mã sản phẩm là H17, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men, một cái dĩa gướm mộc. Cái dĩa gướm mộc rất là đẹp, tạo hình chiếc lá. Tạo hình chiếc lá nhìn rất là ấn tượng. Cực kỳ đẹp. Lá rất là sống động, ở trong lòng chúng ta thấy cái men nó giống như là kết tinh chỗ đồng vậy đó. Màu men nhìn rất là ấn tượng, cực kỳ ấn tượng. Ở bên dưới chiếc lá này thì nó được tạo hình có ba cái chân, cho nên các chị có thể dùng làm cái dầm trà nhỏ, hay là chúng ta dùng để làm cái bonsai đó, cái chậu trồng bonsai đó. Đấy, nó có cái truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay của nghệ nhân, giống như cái bức thư pháp ở sau lưng vậy đó. Giống như cái bức thư pháp vậy đó. Rất là ấn tượng, ở bên ngoài nhìn rất là độc,
Đây là những cái sản phẩm gọi là gốm vuốt tai á các anh chị, cao 4.5, dài 17 năm, rộng 15, mã sản phẩm H18, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo rất là độc đáo nè, cực kỳ độc đáo. Một cái bình hoa gốm Sino, một cái bình hoa gốm Sino men tuyết. Sino là một cái dòng gốm đặc trưng của Nhật, không thể nhầm lẫn với những cái dòng gốm khác. Cái điểm đặc biệt của cái dòng gốm này là trên bề mặt của men nó có vô số những cái lỗ khí. Và thường thường thì nó trong cái thành phần cốt gốm nó có rất là nhiều oxit sắt, cho nên nó khi mà cái màu men chủ đạo của nó đó, thường thường nó sẽ có cái màu đỏ cam. Riêng cái dòng men tuyết này thì nó mang cái phong thái rất là khác, nhìn vào chúng ta thấy giống như là mùa đông tuyết mà nó phủ trùm lên vạn vật vậy đó. Và cái bề mặt của sản phẩm đó, của những cái tác phẩm mà men tuyết này nè, nhìn nó rất là ấn tượng. Nó gần giống như cái dòng mà Oni, nhìn rất là độc đáo. Bên ngoài chúng ta sẽ thấy nó độc đáo hơn ở trên video rất là nhiều. Bề mặt men của những cái dòng sản phẩm men tuyết này nè, nhìn rất là ấn tượng. Sản phẩm này nó vẽ chủ đề hạt. Hạt là cái loài chim thiên. Trong cái văn hóa của phương Đông á, quan niệm của văn hóa phương Đông thì hạt là cái loài chim duy nhất nó bay được lên tới trên thiên đình, và tuổi thọ nó là hàng ngàn năm, nó được gọi là loài chim tiên, nó tượng trưng cho cái sự trường thọ, và đặc biệt thì nó là cái loài tượng trưng cho cái sự chung thủy, vì hạt nó chỉ kết đôi duy nhất một lần trong đời. Nếu mà cái không may mà một cái con kia nó lỡ có sự cố gì nó mất đi đó, thì con còn lại nó cũng sẽ không kết đôi một lần nữa. Đây nó có truyện ký nè các anh chị, truyện ký tai âm vào trong cái cốt gốm chỗ này nè, nhìn rất là ấn tượng. Dòng này là một trong những cái dòng sản phẩm cao cấp nha. Những anh chị mà chơi gốm Nhật hay là những anh chị mà từng đi Nhật vào những cái cửa hàng gốm Nhật thì sẽ biết cái dòng mà men tuyết này là một trong những cái dòng nó cực kỳ đắt đỏ ở Nhật á. Bình này nó cao 14, đường kính miệng là 5.5, dòng thân là 48. Cái bình này cái dáng rất là độc đáo. Mã sản phẩm là H19, giá 380k. Sản phẩm tiếp theo siêu phẩm, một cái dĩa ngũ sắc Gold Emery. Dòng này là cái dòng ngũ sắc cao cấp. Dĩa này nó tạo hình giống một cái đóa hoa, vành nó tạo hình gợn sóng như một cái đóa hoa, rất là đẹp. Nó vẽ hình sư tử và hoa mẫu đơn. Họa tiết nó được vẽ vàng nha các anh chị, cực kỳ đẹp, cực kỳ rực rỡ. Cái bình cái dĩa này nè các anh chị trưng bày á, nó vô cùng rực rỡ. Bài trên bàn ăn thì thôi cực kỳ sang trọng. Nó có hai cái triện, một cái triện trong vòng tròn nè, một cái triện ẩn ở dưới này nè. Triện này nó âm vào trong cái cốt sứ, cốt dày nặng, men bóng cực kỳ đẹp. Tiếng của gõ nó vang như chuông vậy đó. Vành nó được mạ vàng rất là dày, cái lớp mạ vàng rất là dày, nó cao 4.2, đường kính là 27 năm, mã sản phẩm là H20, giá 850k. Tiếp theo là một cái siêu phẩm
siêu phẩm, một cái ấm gốm siêu to khổng lồ. Ấm này gọi là cái ấm siêu to khổng lồ nó mới đúng với cái kích thước của nó. Ấm siêu to khổng lồ. Cái ấm này ở Nhật các chị nó là ấm rượu nha. Nó là cái ấm rượu truyền thống người Nhật. Cái dòng này nó gọi là cái dòng Satsuma đen nè các anh chị. Dòng này nó gọi là cái dòng Satsuma đen. Trên trên thân nó phủ cái men chảy, mình gọi là cái các anh chị chưa hay gọi là cái men thiên mục long thỏ đó, nhưng mà cái kiểu này nó gọi là diêu biến nè. Nhìn rất là ấn tượng. Kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Cái này nó giống như cái vết dầu loang vậy đó, ở bề mặt có những cái men mà này ở chỗ này nó ánh tím nè các anh chị. Nhìn như vết dầu loang đó, trên cái bề mặt màu đen này nè, men đen này nè, nó nhìn như vết dầu loang. Nó gọi là thiên mục du tích á. Ấm này là nó siêu to khổng lồ nha. Rất là to. Thường thì những cái ấm rượu này cái dung tích nó thường thường là khoảng 200 ml, 200-250 ml à. Ấm này nó có thể là nó có 2 lít á. Cực kỳ to. Chúng ta thấy cái chỗ này nè, cái chỗ vòi rót á, nó tạo hình giống như cái bầu ngực của người phụ nữ vậy đó. Nó là cái văn hóa gọi là văn hóa phồng thực. Cái quai này nó được làm bằng cái dây dây leo tự nhiên. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cực kỳ tinh xảo và công phu. Đấy, nó có ấn triện rất là rõ ràng, rất là đẹp. Ở dưới đáy nó có ba cái chân nha, nó rất là nặng, một tay cầm rất là khó. Ấm này là một cái siêu phẩm. Cái dòng này là các anh chị cực kỳ hiếm gặp cái ấm mà cái nó to như thế này. Những cái ấm này là nó dùng trong những cái lễ hội hay là những cái dịp mà lễ trang trọng đó, nó chủ yếu là để nó trưng bày trong những cái dịp lễ hội hay là những cái dịp mà trang trọng của người Nhật đó. Rất là đẹp. Để chế tác những cái sản phẩm siêu to như thế thì nó đòi hỏi rất là kỳ công. Ấm này mà tổng chiều cao mà tới cái quai của nó đó là 22. Đường kính miệng là 7.5. Đường kính của cái nắp là 8.5. Đường kính của cái thân ngắm này nè là 24 năm. Rất là to, cực kỳ to. Dung tích nó khoảng 2 lít đó các anh chị. Mã sản phẩm là H21, giá 1.150.000. Chúng ta có thể dễ dàng tìm được cái số tiền tương ứng, nhưng mà tìm được một cái sản phẩm như thế này đó là một cái điều cực kỳ hiếm. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly. Cái này nó gọi là cái ly bia truyền thống của người Đức nè. Những cái ly này thì nó thuộc cái dòng ly trưng bày, giống như những cái dòng ly mà Đức xưa vậy đó, dùng để chiên để trưng bày. Cái ly này nó tạo hình rất là độc đáo, nó tạo hình nó đắp nổi, cái này nó đắp nổi 3D đó. Khung cảnh về một cái người thợ săn. Cái người thợ săn này có thể là người thợ săn vịt với một cái con chó. Con chó săn, bạn đồng hành của người thợ săn này. Hai người đang ngồi nghỉ ngơi trên một cái hòn đá ở bên dưới một cái gốc cây. Họa tiết này nó được cái ly này nè, cái cốc này nè thì shop nghĩ là nó
nó giống như cái kỹ thuật mà nó đúc tượng như đó, nó sử dụng cái kỹ thuật đúc tượng, một cái kỹ thuật rất là khó để tạo nên một cái sản phẩm cực kỳ sống động. Thì chúng ta thấy này, rất là sống động, cái đôi tay, những cái nếp gấp trên áo của cái người thợ săn này nè, nó rất là sống động, cái vẻ mặt chúng ta thấy rất là vui, một cái siêu phẩm á. Thấy để tạo hình được một cái tác phẩm như thế này, chúng ta thấy cái quai nè, nó tạo hình giống như một cái cành cây vậy đó, xù xì. Thường thì những cái cốc bia truyền thống của Đức á, nó là cái gốm nha, nhưng mà này nó là sứ, men rất là chắc, cốt dày nặng. Sản phẩm này trưng bày rất là ấn tượng luôn, cực kỳ độc. Thì nó cao là 10 15, đường kính miệng là 7.5, chiều rộng nhất của thân đó, tới cái quai đó là 15, đường kính của thân là 10.5. Dòng thân là 30 32. Mã sản phẩm là H22, giá 950k. Phiên bán hàng của ngày 11 tháng 5 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.